Chào mừng các bạn đã đến với channel của Bảo Ren. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái cảnh coi, một cái cảnh tượng rất là ghê. Mình ngày hôm nay là mình chỉ đi đến cái khu vực này để mình giám sát. Tại vì mình nghe nói là cái chỗ chết đuối đấy, cái chỗ chết đuối là vừa cách đây 3 hôm lại có thêm một người chết đuối nữa. Hồi cái năm trước đó các bạn, là cái dòng sông đó cứ mỗi lần một năm là xảy ra 5 vụ chết đuối. Nhưng mà đầu năm nay các bạn để nha, đầu năm nay có nghĩa là mới bước qua Tết thôi. Mình không biết là lý do tại sao nhưng mà nó đồn ầm lên cái vụ chết đuối ngày hôm qua là do cái vụ xích mích giữa hai vợ chồng các bạn. Có nghĩa là người chồng á dùng lấy cái số tiền của người vợ dành dụm á đi đánh số đề với lại đi chơi đá gà. Thế rồi sau đó không hiểu tại sao á, tự nhiên sáng hôm sau á là nhà xích mích. Đấy là sáng hôm sau là thấy cái xác của ông chồng là ở ngay cái dòng sông. Chút nữa mình đi đến cái chỗ đó mình cho các bạn xem. Hồi sáng ngày hôm nay á, là nguyên một cái xóm chỗ mình á, là nó lùm xùm ba cái vụ đó. Nhưng mà mình muốn cho các bạn biết nha, tại vì sao người ta lại vớt được cái xác ở ngay cái dưới chân cầu đó. Mình sẽ cho các bạn xem cái khu vực này trước. Tại vì sao cái xác nó lại dừng ngay cái khu vực ở dưới chân cầu nhưng mà không phải là ở chỗ khác. Mình cho các bạn xem nha. Hồi sáng ngày hôm nay khi mà bà con bà bu đầy ở đây nè, là mình đã nhìn xung quanh cái khu vực này, mình đã có vấn đề. Đây là các bạn nhìn nè. Ok, ngày hôm nay mình cùng với Dũng sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Thấy cái gì đó. Nè. Cái nhang. Cái này không phải là nhang, cái này là pháo. Cái này là pháo. Thì cái pháo này nó không có sao hết anh em. Ý là cái đống dừa bên kia kìa. Nhưng mà hồi nãy mình với lại Dũng mới có dừng xe tại đây, mình chưa có kiểm chứng thử xem qua nào ở bên đây nó còn cái gì khác hay không. Dũng cầm cho anh đi. Ok Dũng, em thử đi kiếm thử đi. Từ từ nha, chút nữa mình cho các bạn xem trong cái đống dừa đó nó có cái gì nha. Và các bạn có biết một điều là giống như mình nói với các bạn á, là ở những nơi mà nó liên quan có âm tích cao á, là dừa rất là nhiều. Là các bạn, không những là dừa đâu mà nó có cái gì nữa nè anh em. Cái này cái gì nhờ? Cái này thì mình không biết anh em ơi. Cái này là cái cây ở chùa, nó có một quả bự này nè. Đây này. Cây ở trên chùa hả? Đây này. Các bạn nào hay đến chùa thì các bạn sẽ thấy này, cái quả này. Quả này trên chùa. Nó mọc từ cây đó. Sao người ta bỏ một mớ đây vậy? Người ta bỏ một mớ đây thì lẽ nó rậm rạp quá, bắt đầu người ta chặt bớt đi để dục đi. Ok các bạn. Cái mấy cái quả này thì mình không biết là trong nghi thức tâm linh nó có cái gì ha. Rồi đây. Mình cứ thử xem thử đi. Xong rồi sau đó cái gì đây? Cái gì đây? Ui, không bể luôn kìa. Đây, anh bảo cùng kẽ đi. Cái bông. Cái trái bông hả? À ok anh em. Bạn đã không biết cái bông kẽ đâu. Đấy. Bông gòn trong đây anh em ơi. Người ta lấy bông gòn đây đúng không? Đúng rồi. Lấy bông gòn từ cái trái bông đó. Đây, người ta lấy bông gòn từ cái trái bông nè anh em. Đó, rất là hay. Ok. Ui, hôi quá. Cái mùi của nó y như là mùi của cái con chuột chuột. Cái con trồn hôi á. Đấy các bạn, là đây. Đây các bạn có thể thấy ha. Tự nhiên ở nguyên chỗ cái khu vực này toàn là dừa không à. Anh em nhìn nè. Anh em nhìn nha. Đó. Khu vực này toàn là dừa không à. Nhìn nè. Mình đi một vòng rồi mình cho các bạn biết. Đây, nè nhìn nè. Đó, dừa rất là nhiều luôn. Ok. Đây các bạn, nè. Nhìn đây. Đây. Các bạn nhìn đó các bạn. Đây là bùa ngải đàng hoàng luôn các bạn. Nè các bạn nhìn nè. Đây là hình tượng của voi ba đầu. Đây là loại bùa ở bên Thái Lan. Là các bạn nhìn nào. Bên Thái Lan hay bên Campuchia nhỉ? Bên Thái Lan nó mới có voi thôi. Ui. Vãi nồi. Này các bạn. Mua một đống nhang luôn. Ây. Cái bẻo. Một đống nhang. Và một cái dây để Cái dây này dây hiện trường mà. Dây hiện trường đúng rồi, dây hiện trường đấy. Cái dây này dây hiện trường vụ án nè anh em ơi. Nè các bạn nhìn nào. Đây dây hiện trường vụ án. Và ở đây rất là nhiều nhang luôn. Mình ở trước đây có tai nạn hoặc là xảy ra án mạng gì đấy bẻo. À, ghê quá bạn ơi. Ok, thôi, mình thấy không có an toàn tí nào, chắc là mình phải đi chỗ khác rồi anh em ơi. Các bạn ơi, mình cùng với Dũng Huy là đã có ở phía bên. Con chó nó cứ đứng nhìn mình kìa. What the fuck, con chó nó đứng ngay cái miếu. Con chó nó đứng ngay cái miếu anh em ơi. Má nó nhìn mình luôn á. Hay nó canh cái miếu. Đi canh cái miếu, ôi, miếu hả? Cái miếu đó, cái bàn thờ đấy. Có miếu không chứ. Nè các bạn ơi, cái bàn thờ đó người ta lập ngay cái dòng sông này luôn nè các bạn. Đó, cái dòng sông này nhìn cực kỳ ghê luôn. Chút hồi mình đi qua phía bên kia mình cho các bạn xem. Má con chó đứng nó nhìn mình hoài luôn kìa. Gì ta?
mà các bạn là nhìn nhìn cái đường đi vô này thôi các bạn đã thấy rất là ghê rồi. Thôi mình nghĩ là mình không có nên ở đây nữa đâu. Con chó này nhiều khi con chó này nó là quỷ đấy. Ok các bạn, đây là các bạn, mình cho các bạn xem cái dòng sông này, không biết mình bước qua bên đây được hay không nữa, mình sợ trượt chân quá. Rồi nè các bạn, ui chúng bước qua đây coi, chúng đây qua đây coi, đi qua đây coi. Có một cái mảnh áo của một người phụ nữ, có một cái mảnh áo của một người phụ nữ đó các bạn ơi. Ui ghê quá. Nè các bạn coi cái dòng sông đó nè. What the hell. Ui cái dòng sông ghê các bạn ơi. Ghê hả? Ôi cái dòng sông này đúng ghê luôn các bạn ơi. Nè bảo làm sao mà tại sao mà cái xác á nó lại hả, nó lại chạy đến chỗ này. Nước nó cạn nữa các bạn. Thứ nhất là nước nó cạn, với thứ hai nữa là cái âm tích ở đây nó rất là cao, nó sẽ giữ chân cái xác lại. Nhảy xuống đây không chết đâu các bạn, tại vì ở dưới đây nó có đá, nhảy xuống đây đập đầu đập vào đá cũng chết rồi, chứ phải bị chết đuối đâu. Cái nhà bà ở ngay cái trên đầu đầu bên kia kìa. Cái xác nó bị trôi xuống đây. Nhảy cái xác nó bị trôi xuống đây nè các bạn ơi. Mình nghi là ở gần đây nó phải có một cái gì đó nữa. Đôi lúc mấy bạn, có một số bạn bạn kêu mình là giống kiểu pha án, nhưng mà mình không có pha án đâu các bạn. Mình đang tìm những cái vật dụng liên quan đến tâm linh để mà mình giải thích cho các bạn xem là cái khu vực đó tại sao nó lại có người chết, hay nó lại có quỷ, hay nó lại có ma thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ anh em của tụi mình hả, thử đi lên trên cái gì vậy? Ai ném gì xuống dưới vậy? Ừ đúng rồi. Ôi Dũng ơi, em không để ý rồi. Nè nè Dũng, cái cây này bị dính máu à, nè. Dính máu thiệt luôn đấy. Nè các bạn ơi, cái cây này bị dính máu rồi các bạn. Sao tự nhiên cây này hả, thì tự nhiên có một số lá nó vậy, còn một số lá nó bị nhuộm đỏ luôn nè. Nhưng mà ủa, nhưng mà sao mấy cái cành này không bị, nè anh em, mấy cái cành này bị nhưng mà mấy cái cành này không bị. Anh cảm giác kiểu như nó hút máu ấy, Dũng. Nó hút máu là những cái cây đầu tiên á. Huyết ngải hả? Huyết ngải. Các bạn có biết cây huyết ngải không? Có nghĩa là họ nó hút máu của mình để mà nó duy trì sự sống. Mình nghi là cái cây này nó cũng có khả năng như vậy nè. Các bạn nhìn nè, ở phía dưới thân của nó đâu có cái nào màu đỏ đâu. Tự nhiên ở trên cùng nó lại màu đỏ. Mà đỏ rất là kỳ luôn các bạn ơi. Cái này không phải là máu, mà cái này nó hút vô. Kiểu như nó hút vô nha, nè. Nè. Sao ở dưới nó không có mà trên ngọn? Ở dưới nó không có, ở trên ngọn có nè các bạn nhìn nè. Phải liền chưa? Rất là ghê luôn các bạn ơi. Thôi. Cây chứ mạnh mẽo. Cái cây này hả? Cái cây này hả? Một cây nhỏ, một cây lớn. Cái này thì chắc là nó trồng sát nhau các bạn. Má mình nhìn mấy cái cây này ghê quá. Thôi chắc anh đi lên đi Dũng ơi. Chắc đi lên đi. Mình sẽ đi lên trên cầu, đi lên cầu này xem cho rõ nè. Bây giờ Dũng trèo lên trên cầu á, xong rồi Dũng cho các bạn xem là ở phía bên kia cầu nó có cái gì nha anh em. Hình như người ta đang đập cái gì ngay kia cầu á nhờ. Dũng cầm nha. Hồi nãy là anh em của tụi mình đó là ở phía dưới đây cây cầu nè các bạn. Bây giờ anh em của tụi mình hả, đứng ở trên đây cây cầu, anh em của mình sẽ cho các bạn coi một cái cảnh rất là rõ. Cái cây cầu này á, là nó thực sự nó có vấn đề luôn anh em ạ. Không phải là bình thường mà tự nhiên cái nước của nó dơ, với lại xung quanh nó toàn là đồ tâm linh như vậy đâu anh em. Hả? Ủa cái gì đấy? Cái bao. Cái bao giống kiểu mấy cái bao đựng xác vậy. Thôi mình không dám cầm đâu các bạn ơi. Mình nhìn cái hồi mình liên tưởng đến rồi các bạn. Dũng Huy vừa thấy có một cái cần câu ở phía dưới bên đây nè anh em. Đó, anh em thấy cái cần câu không? Rồi, để em số em nhấc cần câu lên xem. Em số nhấc cái cần câu lên luôn hả? Đúng rồi. Đây là các bạn. Đây là các bạn quay bên đây thì các bạn thấy rõ cái cần câu nè. Dũng Huy đi xuống nè. Dũng Huy thì nhấc xuống coi, nhấc lên coi. Nhiều khi cần câu dưới có gì á. Kéo lên Dũng. Ui. Ô, cái gì à? À, không có gì hết các bạn ơi, chỉ là cái mồi câu à. Cái này cái cần câu chắc là của ai sao á. Ok, cái cần câu cá bình thường thôi cho nên là không sao hết các bạn ơi. Ui, chó canh giữ cái bàn thờ. Ui, nó đi tới đây rồi không? What the hell. Mình dừng đấy, nó cũng dừng. What the hell. Ngày hôm nay á, thì anh em của tụi mình là tìm thấy cái gì Dũng? Anh em của tụi mình là tìm thấy được ngải. Không, cái hình ngải của Thái Lan hay Campuchia gì đấy. Và cái cây máu. Cái cây đó là cây, nó giống cây huyết ngải nhờ. Cây huyết ngải mà. Giống cây huyết ngải. Và các bạn có để ý là họ ngay cái khu vực mà có người chết ở đấy, tự nhiên con chó nó canh cái bàn thờ.
vãi nồi ghê luôn. Mình nói là mình nổi da gà nè các bạn. Sợ thật chứ. Ok, coi như là ngày hôm nay á, là hả, anh em của tụi mình là chỉ khám phá cái vùng này để cho các bạn biết là hả, ngay những cái khu vực mà nó có âm, nó có âm khí cao á, thì các bạn sẽ biết đó là xung quanh cái khu vực đó nó có cái gì. Thì hồi lúc trước người ta nhặt được cái xác chết ở dưới cái gầm cầu này nè anh em. Đúng rồi, đấy. Cho nên là hả, mình cũng không muốn nhắc để nói nhiều nữa. Tại vì á, cái người đó mất mới cách đây có vài hôm thôi, cho nên là bây giờ nếu mà cái vong hồn của người đó vẫn còn lang thang cái khu vực này nè. Nếu mà anh em của tụi mình á mà hả làm, các bạn có muốn á mình thử gọi người đó lên không? Nếu các bạn muốn mình gọi người đó lên á thì các bạn bình luận lại ở phía bên dưới nha. Mình có một cách gọi người chết trong vòng mấy ngày nhỉ? 3 ngày rưỡi đúng không? Đúng rồi. Trong vòng 3 ngày rưỡi mình nhớ không lầm là bao nhiêu tiếng nè. Nếu nó mình, chết, mình nhớ không lầm là dưới 3 ngày mình có thể kêu nó dậy được á. Mình nhớ không lầm là 84 tiếng gì đó đúng không? 3 ngày thôi. Trong vòng 84 tiếng là 3 ngày rưỡi đổ lại là mình có thể gọi được người đó. Ok, nếu mà các bạn kiểu là các bạn hứng thú hay là các bạn muốn mình gọi cái vòng hồn đó lên á thì các bạn hãy để lại dưới đó bình luận. Còn bây giờ thì chắc là đến đây kết thúc video anh em ơi. Ngày hôm nay mình không có nhặt được cái xương gì anh em. Tại vì thường ba cái chỗ chơi ngã nó hay có xương lắm. Ok. Cái chỗ này có người chết nên chắc nó cũng dọn sạch sẽ rồi chứ nó không có gì nữa. Nhiều khi á là người ta dọn rồi anh em ơi. Ok. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bình luận và bấm like thật là nhiều và đăng ký ủng hộ cho kênh Bảo Ren của mình nha. Mình có để cái shop Liên Quân là shopbaoren.vn á, nếu mà các bạn muốn mua shop Liên Quân các bạn vô đó nha. Và Dũng Huy hồi nãy em mang trái dừa về đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy em mang trái dừa về, Dũng Huy là sẽ nghiên cứu và xem sẽ mổ xẻ dừa. Dũng Huy mổ trái dừa. Nếu mà các bạn muốn xem Dũng Huy mổ trái dừa đó ra thì Dũng Huy qua bên kênh của Dũng Huy. Mình có để ở phía bên dưới nha. Thôi, chắc anh em đi về đi. Anh cũng muốn xem cái trái dừa của Dũng Huy nó có cái gì á. Mình tính là đi về rồi nhưng mà hồi Dũng, em nãy giờ anh nãy giờ anh quên nói em nó ở đằng sau kìa, nhìn kìa. Cái chỗ này của mình bốc khói liền kìa. Cái chỗ này của mình thì bốc khói liền các bạn ơi. Đang đốt cái gì bảo? Đốt tiền cúng đúng không? Người ta đang đốt tiền cúng hay sao á. Nhưng mà hả, còn thêm một chi tiết nữa mình quên nói với các bạn. Cái này hồi nãy Dũng thấy rồi nhưng mà Dũng nó thấy cái em hơi sợ, tại em sợ không nói lên lời luôn á. Dũng nó thấy cái bóng đen ở ngay cái tan lá. Đây đây. Cái bóng đen ngay tan lá đó hả? Đâu? Nó đi đúng không? Nó đi xuống coi được không? Em vụt qua là cái nám bị vẫy luôn. Vẫy luôn hả? Mà nó đi chưa? Hồi nãy Dũng nó thấy cái bóng đen ngay chỗ này nè, nó đi rồi. Bây giờ mình thử đi xuống cái chỗ bóng đen nữa coi. Thử đi xuống chỗ bóng đen đâu, cái chỗ bóng đen chỗ nào? Đâu? Hồi nãy em thấy cái chỗ bóng đen chỗ nào? Giờ không thấy luôn hả? Không thấy luôn. Ôi mẹ ơi. Ôi cái lưu hương. Trời ơi đủ mắm. Thôi cho sao đi các bạn, sao đi các bạn, mình chửi tục, mình sợ, mình chửi tục. What the hell, tại sao lại có cái bóng đen? Vậy là Dũng đúng rồi đấy Dũng ơi. Đúng rồi đấy, cái lưu hương nè các bạn. Lấy có cái gì lấy được không? Có gì lấy được không? Cái cây không? Có cái cây không? Nè các bạn ơi. What the hell, sao ở đây lại có cái lư hương đây? Ui cái lư hương ốp nữa. Ui lư hương ốp rồi không được rồi. Lư hương phải để dở lên nha em. Ui. Ui trong lư hương có cái gì nè Dũng ơi? Ui có cốc. Có cái trong ly. Hương, trong lư hương có gì nè? Cái chỗ đúng chỗ rồi, cũng chỗ kiên kỵ. Rồi trong lư hương nó có cái đồ kiên kỵ rồi. Còn em thấy cái bóng đen đi đâu vậy? Vô trong đây rồi anh. Vô trong đó hả? Đâu đi ra coi, ra coi. Ra coi. Đừng có đứng quay lưng lại, đừng quay lưng lại. Em biết rồi mà, đừng đối diện với bóng đen, đừng bao giờ đứng quay lưng lại nha các bạn. Cho đây là một điều cấm cửa, nếu các bạn quay lưng lại á, một là nó sẽ nhập các bạn, hai là nó sẽ đi theo các bạn. Em sợ nó có xác chết rồi nó hiện về nó báo anh em mình biết rồi. Thôi báo đi. Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì vậy? Ui, cái gì vậy? Cái lư hương tiếp hả? Đâu? Chết rồi, ở chỗ này không. Ở chỗ này chắc đâu. Không những còn một cái mà còn ba. Một, hai cái. Một, hai cái luôn các bạn ơi. Một cái lư hương, hai cái lư hương. Chết rồi. Ở trong khu vực này không bình thường tí nào hết. Đúng rồi đó. Em có nghi là hở còn hai cái xác người ở trong đây không? Oh my god. Còn hai cái xác người ở trong đây không? Tại sao? Nhưng mà mình không đi vô được đâu các bạn em ơi. Cái bóng đó là người thiệt. Ai ngờ lại đây còn lư hương. Cái lư hương là cái bóng đó không phải là người thiệt đâu các bạn ơi. Ma quỷ rồi. Thôi. Các bạn có muốn anh em của tụi mình hở đi vô trong đó luôn không? Bây giờ anh với em mà đi vô trong đó là coi như là hở phải tìm ra được sự thật luôn. Nếu các bạn muốn thì các bạn để lại comment cho mình biết nha. Thôi. Đi về. Nhìn
cái lá đi, cái lá. Nhìn cái lá đi. Ôi, cái lá màu đỏ. Huyết ngải nữa này. Chỗ này nhiều khi nó giết người rồi nó chôn ở dưới để nuôi huyết ngải mẹo. Đi đi đi, chạy đây.